Báo cáo tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2022. Thời gian qua, việc tổ chức triển khai tiêm vaccine cho người dân ở các địa phương diễn ra an toàn hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch và đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh đã có 464.987 người trên tổng số 915.745 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 50,78%. Cụ thể như sau. Thành phố Vũng Tàu số người đã tiêm mũi 3 đạt 131.798 người trên tổng số 263.674 người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 49,99%

Huyện Côn đảo 6.093 người trên 8.465 người đạt tỷ lệ 71,98%. Các đơn vị tiêm chủng khác gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Ba Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Việt Sư Bê Trô đã tiêm cho 24.908 người. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 15 tháng 2, toàn tỉnh đã có 464.987 người trên tổng số 915.745 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3, đạt tỷ lệ 50,78%. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả tiêm vaccine mũi 3 của các đơn vị địa phương vào lúc 6 giờ 50 phút các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần và phát lại vào các ngày tiếp theo trên sóng BRT. Mời quý vị đón theo dõi!